Thế nhưng lúc này thì hiệu số bàn thắng bại của U16 Việt Nam là tốt hơn. Và nếu như ngày hôm nay Việt Nam đánh bại Macau với bất cứ tỷ số nào thì đoàn quân của huấn luyện viên Đinh Thế Nam sẽ vươn lên lấy lại ngôi đầu bảng H. Rất tốt. Và như vậy là đã có bàn thắng dành cho U16 Việt Nam. Đó dường như là một tình huống đốt lưới nhà của U16 Macau. Tuy nhiên, việc cầu thủ nào ghi bàn không phải là vấn đề quá quan trọng. Thậm chí có rất nhiều cầu thủ mới lần đầu được tung vào sân ở vòng loại U16 châu Á 2020. Ladies and gentlemen, the score is Vietnam 1, Macau 0. Bóng được mở ra biên cho Đình Thành. Rất tốt. Rất khéo léo. Đây rồi, tỷ số là 2-0. Một pha phối hợp rất đơn giản. Trước đó là pha đi bóng quen thuộc của Phan Duy Hảo. Và người lập công là cầu thủ mang áo số 23 Vũ Đặng Minh Tú. Go for Vietnam, player number 23, Vũ Đặng Minh Tú. Cầu thủ số 23 Vũ Đặng Minh Tú ghi bàn cho đội Việt Nam. Đó không phải là lần đầu tiên Duy Hào có những tình huống sộc thẳng vào hàng phòng ngự của U16 Macau. Và một trong những tình huống như vậy đã mang tới bàn thắng nhân đôi cách biệt cho U16 Việt Nam. Một sự khởi đầu rất tốt cho đoàn quân của huấn luyện viên Đinh Việt Nam. Ở trận đấu đầu tiên, U16 Việt Nam đã có những tình huống phối hợp đôi rất hay. Như vậy là bàn thắng thứ 3 đã đến. Và theo quan sát của chúng tôi thì dường như đó lại là một tình huống phản lưới nhà nữa của U16 Macau. Chúng ta sẽ chờ đúp quay chậm để xác định xem đó có phải là một tình huống đá phản lưới nhà hay không. Hai bàn thắng liên tiếp đã tới với U16 Việt Nam. Rất hay. Đó là một pha chạm bóng rất nhạy cảm. Tưởng chừng như Duy Hảo đã gặp khó trong pha dứt điểm của mình khi bóng đi ngang hông của cầu thủ mang áo số 21. Nhưng cuối cùng thì Phan Duy Hảo cũng đã có bàn thắng cho riêng mình. 4-0 cho U16 Việt Nam. Cầu thủ số 21 Phan Duy Hảo ghi bàn cho đội Việt Nam. Xét tương quan giữa Việt Nam và Australia sau những trận đấu vừa qua thì chẳng có lý do gì đoàn quân của Đinh Thế Nam phải nhập cuộc với một tâm lý e ngại. Rất hay. Đã có bàn thắng thứ 5 cho U16 Việt Nam. Và sau đó là một pha ăn mừng theo phong cách của Cristiano Ronaldo. Đó là pha băng cắt rất nhanh của Phan Duy Hảo. Duy Hảo đã có được một cú đúp, nhưng trước đó phải kể tới tình cố gắng đi bóng và căng ngang tuyệt vời của Đàm Đức Vinh. Đàm Đức Vinh đã có một tình huống đi bóng quá hay và một pha căng ngang mà chỉ cần một điểm cắt là bàn thắng sẽ tới. 5-0. 5-0 cho U16 Việt Nam khi mà thời gian thi đấu của hai vẫn còn rất nhiều. Tuy nhiên, việc để thua trước một đối thủ mạnh như U16 Việt Nam cũng không phải là điều gì đó quá hổ thẹn đối với U16 Macau. Rất hay. Rất mạnh mẽ. Tỷ số được nâng lên 6-0. Và đó là một tình huống mà cầu thủ mang áo số 20 Đàm Đức Vinh đã chứng minh giá trị của mình, những phẩm chất tốt nhất của Đàm Đức Vinh đã được thể hiện. Đó là tốc độ, đó là kỹ thuật, đó là sức dướn, sự tỉnh táo, độ quái và bên cạnh đó là khả năng dứt điểm cực tốt. Đàm Đức Vinh chính là cầu thủ chơi hay nhất ngày hôm nay bên phía U16 Việt Nam. Ở trận đấu đầu tiên và cả trận đấu thứ hai nữa, Đàm Đức Vinh không được đá chính. Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện thì cho tới lúc này, có lẽ Đàm Đức Vinh đã thuyết phục được
những cổ động viên khó tính nhất. Và như vậy là trọng tài chính Ali Reza người Liban đã nổi còi kết thúc trận đấu giữa U16 Việt Nam và U16 Macau. Kết quả cuối cùng, U16 Macau giành chiến thắng với tỷ số 6-0. Như vậy, sau khi kết thúc lượt trận này, đoàn quân của huấn luyện viên Đinh Thế Nam sẽ vươn lên dẫn đầu bảng H và có những ưu thế cho riêng mình trước khi bước vào cuộc so tài quyết định với U16 Australia ở lượt trận cuối cùng. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại những trận đấu tiếp theo.